Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đã đến với kênh test âm thanh của cửa hàng audio Bãi An Gia. Thì ngay giờ phút gì đây, quý vị nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm ngay nút đăng ký phía dưới màn hình để đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất của cửa hàng đăng tải lên. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị một đôi loa giá rẻ nhưng mà chất âm nó không hề rẻ chút nào nha quý vị. Đó là đôi Sony RX3 sở hữu bass 23 cm nha quý vị, một chung và một cái chép đơm. Dòng này thì có thể vừa nghe nhạc vàng vừa hát karaoke được luôn nha quý vị. Nếu mà phòng của quý vị mà nhỏ tầm 20 m² hay gì đó, quý vị có thể ghé tiệm sức hoặc là gì đó mới có thể nghe nhạc rất là hay. Chiều ngang của loa là 28,5, chiều cao là 52 và chiều sâu là 25,5. Thì em sẽ quay thành quách góc cạnh loa cho quý vị xem ha, vuông thành sắc cạnh ha quý vị, rất là đẹp. Loa có công suất là cái chạm nó quen ngược, lý do là cái chỗ bắt lo này nè quý vị, nó quay xuống á, nhìn nó dưới lên rất là khó, cho nên là em vặn góc em quay lại cho nó, mình ghim lo trên xuống dặn cho nó dễ. Cái này thì em vặn ra em quay lại cho quý vị nha, tại loa em loa nhiều quá rồi, gắn gắn lo nó khó lắm quý vị, nó quay xuống mỗi lần gắn cái lo này vào rất là mệt, nhìn nhìn ở dưới nhìn lên rất là khó gắn luôn, cho nên là quay cái chạm lên nó đang mình thọt trên mình thọt xuống nè, cái lỗ nó chỉ là chỗ này thôi nè nha. Đó, vì không thích thì em có thể gắn như vậy ha. Chung lo này cũng còn khá ok, khá đẹp. Con này giá mềm nha quý vị, giá 2,5 triệu thôi. Giá 2,5 triệu cho quý vị về sử dụng hát hò karaoke thoải mái luôn. Sẵn đây em cũng test nhạc karaoke cho quý vị luôn. Quý vị thấy nó nhỏ mà nó đánh bass ghê không? Đôi này karaoke rất là tuyệt vời. Vì sinh ra thằng gái hỏi ai
test cho quý vị nghe một đoạn nha quý vị, hát không được hay nhưng mà để quý vị biết được cái chất âm của đô loa thôi. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Rồi quý vị nào có yêu thích thì cho em một like, em xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn.